Gì cái đó cầm nè. Vậy trời ơi đâu kìa ấy. Xin chào tất cả mọi người nha mọi người. Nay mình tiếp tục đi lô dạo anh em ơi. Một phần này là đến phần 11 rồi. Thì nay mình vẫn đi với anh Kiệt nha, với lại có một anh ở Sài Gòn xuống cho luôn rồi. Thì giờ anh em chuẩn bị ra cần vô câu cái điểm này. Rồi quýnh thì câu từ từ vô nha anh em. Điểm đầu tiên thì câu đây nha mọi người. Giờ em bắt đầu ra cần câu anh em ơi. Quánh cái nó vừa sốc cái nó nổ luôn à. Ôi xảy luôn anh em ơi. Cầm lên đó anh Thái. Ôi lên hàng đó mày. Không con này chắc có 8 chín lạng. Nhỏ hơn con em qua mà. Ôi lên hàng đó mày, cuối cùng cũng bắt được rồi. Con này là con nào? Con qua thấy hay là con kia? Qua thấy mà con này. Cái gì con này còn nhỏ hả? Cái đực nó đâu nhỏ đâu, cái đực. Cái đực. Cái đúng rồi. Nó này cái đúng rồi hả? Cái đực. Ôi giời, cái nó bị dưới trời. Con này qua anh thấy nữa. Không có cái anh thắng rồi. Nó vừa để vô cái nó động vừa để vô chảy luôn. Căng thử rồi, con này cái mình nằm giá cỡ ký vô. Nè cái dấu của anh giật nè. Không chỗ đúng không? Dấu nguyên nữa không? Thì là chưa chỗ. Cái này không có lỡ rồi sao?
lạc bắt cái còn có lửa được, còn bắt lửa mấy cái gì là bự lắm đó anh Phát. Con này cái đầu nó ngán mà. Em thôi nha, dám lấy xong rồi ra. Cây quá mình rồi. Giờ cân thử nha anh em. Úp nhơ mà về thòn ha. Ờ nó quay về góc dừa còn gom dữ lắm anh Phát. Thấy không, nghe lá dừa thấy không? Là cái đợt bị bắt rồi, cái cá nó còn nằm ngoài á. Vậy cái đó cầm nè. Vậy thấy gì không? Ủa đâu kìa vậy? Sao nhiên ngồi ngay bon của mình, sáng giờ đi qua đi lại không sao á. Đưa cái tay vô. Ôi có cái gì bay hoài ta. Thôi đủ, thôi đưa bay bay hoài. Cái đẩy, cái đẩy cái nào không? Chưa, đã thấy bay rồi. Đấy cũng tới nát luôn. À, con ngọc đâu rồi? Cái này không lát nó còn hiền nữa chứ đâu, nó nhà nó dối rồi. Trời ơi, phên lên em ơi. Chứ nó đẩy rồi. Mình nghe nói cái gì bay tùm lum vậy chưa đó được đó. Ôi em thấy cái gì như anh nói trời ơi, em mới nhìn em mới thấy á chứ em không thấy luôn á. Trời ơi móc vô cái mỏ này nè, móc vô đây nè, móc đây tự nó mám vô. Ừ tự nó kẹp ra à, phải canh ra 8 mạng. Ừ 8 rưỡi. Ồ 8 rưỡi vậy cái bự lắm anh Phát ơi. Cái có tí á. Tám lần rưỡi mọi người. Ủa lá 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 lá. Thế không em nói nãy giờ con cá cái nó còn vô ngoài. Trời ơi nó không quấn. Trời ơi mấy nó đẩy luôn rồi. Mất cái đực rồi nó vô rồi. Cái này đi cái này đi. Chờ đi nghiên cứu cho cháu nhìn qua thấy đụng hết. Rồi anh em ơi, tình hình là mình quýnh từ sáng giờ khoảng 6 tiếng mọi người. Quýnh được con còn anh em đang đeo nó, nãy nó cắn cái mà mình đóng kiểu như nó nhả nè. Rồi mình sẽ, ngày mai mình sẽ quay lại tiếp nha. Anh em cùng theo chân em coi mình có bắt được cái con cá này không nha mọi người. Khá là to nha anh em, nó khoảng tầm ký mấy không rồi. Rồi ok giờ em về nghỉ ngơi, giờ cũng chiều rồi mọi người. Đói quá đói luôn, nhịn đói sáng giờ luôn. Rồi cùng theo chân em ngày mai nha, ngày mai em sẽ câu tiếp cái bài này. Ok mọi người. Rồi mọi người, đây là thứ hai nè nha, đây mình quay lại cho con nè, chị với anh tí nha mọi người. Đó thì mình lại bắt con cá lớn nè mọi người. Nói chung là quýnh vô được cái cũng hơi ghiền anh em. Đang đi anh tí quýnh được bên đó, mình quýnh được bên đây. Đó rồi anh em chia ra câu nha. Rồi, hiện tại là vẫn chưa thấy cái bầy nó nằm đâu mà giờ ráng kiếm ra coi nó ở đâu mọi người. Rồi câu ha. Ôi cá. Thank you.
Rồi bài này tới cùng luôn nha. Cầm nó lại không nữa. Đi quá đi. Cắn mình nó không dính ra đâu. Còn cái kính nữa. Rồi. Được hàng rồi đó ơi. Cố gắng nó thành công ra đó. Bây giờ nó cắn hoài luôn mà nó không ăn cái này qua cắn mình thấy sâu đọt lớn đó. Đẩy luôn rồi.
quá phê luôn rồi. Con này chắc kiếm hoài quá, để mình qua anh Tân cho anh xem nha. Tôi quay mình nó chữa chữa bắt bắt bắt. Để mình qua một căn cho người ta xem nha. Còn quá phê luôn rồi. Này chắc còn thứ mấy nhé nè, để xem thử cho em ạ. Nó cũng hơi ốm rồi. Ký mốt anh em ơi, ký mốt mọi người, ký mốt 50, quá êm luôn rồi, ký mốt 50 nha anh em. Con hôm qua là 8.5, con này là ký mốt 50 nha mọi người, quá phê luôn mọi người. Có cái là cái lưỡi của mình mất luôn rồi mọi người, chắc nó gỡ rồi. Nó giờ nó cắn mình như là 5-6 cái luôn á, 5-6 cái mới, cái này là nó mới cắn thiệt thôi, tại vì nó qua cái đường mới, nó cắn mình thấy sôi tim lên mình vậy luôn anh em, không để cho nó ăn luôn, con cá nhỏ. Lúc đầu á thì nó cắn nó nhỏ không mà mọi người, nó cắn cũng như nó cắn bỏ vậy á, nó không có ăn, xong rồi. Xong rồi cái mình mới đổi nó nhỏ qua. Đổi đến nó nhỏ qua thì nó ăn thiệt nha anh em nha. Rồi mời cái con đó là nó mới ăn à, cái mình giật nó sảy. Xong rồi cái sau á mọi người. Cái sau là nó vừa ăn mình đẩy luôn, chín luôn anh em. Nó nhỏ ra, ví dụ anh em con nó lớn mà nó cắn nhỏ anh em đổi nó nhỏ câu rồi nó ăn. Quá thê luôn anh em ơi. Cấm cái chẹo tao quay luôn rồi. Nặng quá, mình giật con cá nó quay con cá vô á, nó bị chẹo tao quay luôn anh em ơi. Nhưng mà công nhận thê thiệt. Chị nhẹ nhàng luôn quá nè, không có cần đóng cần gì á. Chị nhẹ nhàng dính luôn. Nói chung anh em cứ lì hơn nó là lụm đó nha mọi người. Ví dụ như anh em không lì hơn nó thì chịu thôi. Cái lưỡi này là bữa giờ bắt con gôn nha anh em. Đứt cái lưỡi kia lấy lưỡi này ra là bắt con gôn, hôm qua bắt con 8.5, nay bắt được con ký mốt 50. Lưỡi này của mình thì mình có bán ở trên cái tốt không mọi người, giá nó hơi nhỉnh hơn nha. Nói chung này là em đặt thợ chuyên nghiệp làm nên người ta lấy em giá cao, thì em bán giá nhỉnh hơn chút nữa. Anh em thấy video này hay, anh em nhớ cho em xin một like đăng ký kênh nha anh em. Giật khá là nhiều luôn mà không thích. Hôm qua là mình đeo nguyên ngày luôn, sáng mình ra mình câu có chút xíu là mình đã dính con 8.5 rồi, mình đeo tới chiều luôn nó cũng không dính luôn, không ăn luôn. Rồi hôm nay mình quyết định quay lại phải mới nhất định phải bắt được nó, sáng vô quấn mấy đường nó cắn, còn mấy đường cắn liền, nó cắn xong rồi cái giật mà thấy nó cục nhái không à, không tung sâu hồng mà không chạy nhái luôn, rồi biết là cắn bỏ rồi. Cái sau đó cắn không nhả, cắn 4-5 lần nữa. Xong mới nó quyết định là đổi máy nhỏ. Đổi máy nhỏ vô cái con nhái đầu thì nó ăn thiệt nha. Nếu mình
cũng như là mình ngâm hơi lâu cái nó ngã mà vẫn mất nhái, đóng lên vẫn mất nhái. Xong rồi, xong rồi cái là móc nhái nhỏ vô nữa, qua đây quánh dừa trùng tim lên mình đẩy luôn, đẩy luôn là nó ngớp vô luôn rồi mọi người. Anh em mà câu nhái lớn dừa nó cắn nhã mình đổi nhái nhỏ câu, cho nhái nhỏ cắn nhã đổi nhái lớn câu, theo em kinh nghiệm của em thôi. Còn anh em nào có kinh nghiệm hay hơn thì có thể là bình luận ở bên dưới để chia sẻ cho anh em nha mọi người. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. À, anh em đã cho sụp lan cái kênh nha anh em. Bờ bây giờ là hết phần 11 mọi người, qua phần 12 nha anh em nha.